Xin chào bạn, mình là Bảo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập vi xử lý, bài tập số 3. Nói về nội dung như sau: cho hệ thống vi điều khiển 168857 kết nối với 2 led 7 đoạn, 3 nút nhấn hừng thở, up, down và start. Chúng ta sẽ chạy chế độ như sau: ban đầu 2 led 7 đoạn hiển thị số 5. Sau đó chúng ta nếu mà nhấn thả up thì giá trị trên 2 led 7 đoạn tăng lên 1 đơn vị. Nếu nhấn thả nút down thì giá trị trên 2 led 7 đoạn giảm 2 đơn vị. Khi nhấn up hoặc down thì giá trị trên 2 led 7 đoạn chỉ chạy trong tầm từ 5 tới 15 mà thôi. Khi chúng ta nhấn thả start thì led 7 đoạn hiển thị số bao nhiêu thì sẽ đếm ngược về 0. Khi đếm đến 0 sẽ đặt lại số khi bắt đầu đếm. Ví dụ giá trị trên 2 led 7 đoạn của bạn đang là 8. Thì khi bấm nhấn thả start thì 8 sẽ đếm ngược về 0. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 về 0. Sau khi về 0 nó sẽ hiển thị lại số 8 ban đầu của bạn và giữ nguyên đó. Thì với chế độ như vậy thì chúng ta sẽ có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là thiết kế mặt đường cứng, rồi viết lưu đồ của chương trình và viết chương trình cho vi điều khiển 168857. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phần đầu tiên là thiết kế phần cứng bằng mô phỏng Proteus. Đây là chương trình mô phỏng Proteus của mình, gồm có một vi điều khiển 168F887, một nút nhấn reset điện trở cái lên ở RE3, ba nút nhấn hường thở up down và star. Ở đây mình sẽ sử dụng là count để cho nó dễ nhớ và dễ hiểu. Up down count tăng một đơn vị, giảm hai đơn vị và đếm ngược. Cũng có ba điện trở cái lên ở tương ứng với ngõ vào là RE0 cho đến RE2. Rồi ở đây chúng ta có hai led 7 đoạn anode chung. Đây anode chung chúng ta sẽ nói vào VCC. Đầu còn lại, đầu cathode thì chúng ta sẽ điều khiển riêng rẽ bằng các bọt C và bọt D. Ở đây là led hàng chục, mình sẽ điều khiển cathode chung ở bọt C từ RC0 cho đến RC6. 7 ngõ vào, 7 ngõ ra. Và từ RD0 đến RD6 sẽ là 7 ngõ ra cho led hàng đơn vị. Rồi, đó là phần cứng chúng ta rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem. Ban đầu hai led chúng ta sẽ hiển thị số 5. Khi các bạn nhấn thả nút up thì giá trị như hai led 7 đoạn tăng một đơn vị. Đây, nhấn. Không thực hiện lệnh gì hết. Sau khi chúng ta thả nút up ra thì nó mới thực hiện lệnh. Đó, lên 6. Nhấn up lần nữa. Lên 7. Up, thả. Lên 8. Cứ như vậy chúng ta sẽ tới 15. Và sau khi tới 15 thì nó sẽ quay lại số 5 ban đầu. Đây tới số 15 rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình nhấn up thả up một lần nữa nó sẽ lành về số 5. Đó. Cứ như vậy. Về nút down thì đây giảm hai đơn vị chúng ta sẽ về số 5 đúng không? Đang số 7 về số 5. Khi mà về số 5 chúng ta giảm lần nữa nó sẽ quay về số 15. Tương tự nhấn thả down quay về 13 11 9 7 5 tăng một đơn vị, quay về 15, giảm hai đơn vị, quay về 15. Đó, đây là giá trị chúng ta đang là giá trị số 15. Thì bây giờ mình nhấn, nếu mà nhấn thả nút cao thì nó sẽ đếm ngược 15 về 0 và quay lại số 15 chúng ta ban đầu. Đây nhấn thả cao nha, đó thả ra đếm ngược. À. Thì đó là chương trình chúng ta. Thì bây giờ đó là phần cứng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về lưu đồ điều khiển, lưu đồ giải thuật. Đây là lưu đồ giải thuật của chúng ta, gồm có một cái lưu đồ lớn, gồm có 5 cái lưu đồ nhỏ. Trong đó đây chính là cái lưu đồ chính chạy hàm chương trình chính của chúng ta, chương trình mẹ của chúng ta. Chúng ta sẽ có 4 chương trình con. Chương trình display, một chương trình display, chương trình increase, chương trình decrease, chương trình counter là 4 chương trình con. Chương trình chính chúng ta sẽ bao gồm begin. Và tới chúng ta sẽ khai báo các biến, khai báo các chân, định nghĩa các chân, khai báo cấu hình. Rồi chúng ta sẽ vào cấu hình các bọt C, bọt D là ngõ ra, các bọt E là ngõ vào input. Sau đó chúng ta sẽ vào một lập vô tận while true. Thì chúng ta sẽ chạy 4 chương trình con này vô tận từ display tới increase, decrease và counter. Thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm chương trình con đầu tiên là hàm display. Thì hàm display có điểm bắt đầu chính là điểm kết thúc của counter. Đây
Hàm chương trình con counter kết thúc là số 4 thì chúng ta sẽ bắt đầu nên display. Display chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái biến flag đầu tiên. Cái biến flag đầu tiên là cái cờ các bạn. Cái cờ này thì lát nữa mình sẽ nói chức năng của nó sau. Thì nếu kiểm tra cái flag bằng 0 này đúng thì các bạn sẽ cho cái biến num bằng 5, là cái biến hiển thị ra led bảy đoạn đó các bạn. Cho biến num nó bằng 5 và chúng ta sẽ hiển thị num ra led bảy đoạn. Cách hiển thị ra led bảy đoạn bằng code thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ở cái phần viết chương trình. Thì sau khi mà cho num bằng 5, hiển thị num ra led bảy đoạn, chúng ta sẽ cho biến flag lên 1. Và chúng ta sẽ quay về chúng ta và chúng ta đi qua tiếp tục qua hàm increase. Nếu mà biến flag này nó không phải bằng 0 mà nó bằng 1 thì nghĩa là sai và chúng ta không làm gì cả. Để chúng ta bước vào điểm bắt đầu số 1. Điểm bắt đầu số 1 cũng chính là điểm kết thúc số 1, cũng chính là điểm bắt đầu của hàm increase. Thì cái chức năng cái biến flag này là gì? Hồi nãy mình đã nói là ban đầu hai led hiển thị số 5 và chúng ta sẽ chạy từ display xuống increase đến counter. Thì cái hàm display này thật ra nó chỉ chạy có một lần thôi các bạn. Thì đó, mình để biến flag ở đây là để làm gì? Là để cho cái hàm display này chỉ chạy đúng một lần thôi. Khi biến flag là bằng 0 đúng không? Thì chúng ta chạy chương trình này đến khi flag nó bằng 1. Đến khi flag nó bằng 1 thì khi biến flag là bằng 0 nè, thì chúng ta thực hiện những cái lệnh này và cho biến flag lên 1 và đi tiếp tục xuống increase, xuống decrease, xuống counter là ba hàm kiểm tra nút nhấn up, down và count của chúng ta. Thì sau khi kiểm tra nút mà không có nút nào nhấn được hết thì nó sẽ quay lại, hoặc là có nút nhấn thì nó sẽ thực hiện lệnh đó, nó sẽ quay lại thực hiện lệnh đó. Thực hiện lệnh ví dụ như là nút nhấn count được nhấn đi thì nó thực hiện lệnh counter xong, sau đó nó quay lại hàm display một lần nữa, thì hàm display lúc này là không có chạy những cái lệnh trong đó nữa. Cho nên khi mà flag bằng 1 này thì chạy tới đây, chạy lại hàm display thì flag bằng 1 thì điều kiện này sai và chúng ta sẽ không làm gì cả, và chúng ta sẽ tiếp tục đi kiểm tra nút nhấn up, nhấn down và nhấn count ở đây. Thì đó là hai lưu đồ đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ đi vào ba hàm chương trình con để kiểm tra nút nhấn up, down và count bằng ba hàm increase, decrease và counter. Điểm bắt đầu, điểm kết thúc số 1 sẽ là điểm bắt đầu của increase. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi kiểm tra cái nút nhấn up. Thì kiểm tra nút nhấn up thì chúng ta phải đi chống dọi cho nó 20 mili giây. Cách chống dọi sẽ có trong phần viết code. Thì sau khi chống dọi 20 mili giây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra nút nhấn up ở đây là để mà chúng ta có thể làm được cái điều kiện là nhấn thả nút up thì mới thực thi lệnh. Đây chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn up có được nhấn hay không. Nếu nút nhấn up vẫn còn được nhấn nha các bạn, thì chúng ta tiếp tục lại kiểm tra nút nhấn tiếp. Chúng ta không làm gì cả mà tiếp tục đi kiểm tra nút nhấn tiếp cho đến thực sự khi nào mà nút nhấn up không được còn được nhấn nữa, đó nghĩa là điều kiện là nút nhấn up này sai, thì chúng ta mới thi lệnh những cái lệnh phía sau đây, tương tự cho hàm decrease. Đây, khi mà chúng ta thả nút nhấn up ra rồi, nhấn vào và thả ra thì thực thi lệnh đầu tiên là sẽ cho cái biến num tăng một đơn vị. Rồi chúng ta sẽ đi kiểm tra cái biến num đó. Nếu biến num đó do chúng ta giá trị hai led bảy đoạn chỉ từ 5 đến 15 thôi, và nếu có giá trị num này lớn hơn 15 thì chúng ta sẽ cho cái biến num này quay trở lại số 5. Đó, quay lại số 5. Còn nếu mà cái biến num nó không thỏa điều kiện này thì mình chỉ cần hiển thị num nó ra led bảy đoạn là xong. Còn nếu mà như mà lớn hơn 15 thì cho num bằng 5 và chúng ta hiển thị num ra led bảy đoạn luôn các bạn. Chúng ta sẽ kết thúc ở hàm increase ở đây ở bằng nơi số 2. Thì đó là hàm kiểm tra nút nhấn up. Tương tự hàm kiểm tra nút nhấn down bằng hàm chương trình con decrease cũng y chang ha các bạn. Cũng là nơi bắt đầu là số 2. Decrease chống dọi, kiểm tra nút nhấn down. Nếu còn được nhấn thì không làm gì cả. Nếu chúng ta nhấn xong chúng ta thả ra thì bắt đầu mới tiếp tục là chúng ta sẽ cho cái biến num giảm đi 2 đơn vị. Num bằng num trừ 2. Kiểm tra coi là giá trị hai led bảy đoạn từ 5 đến 15. Kiểm tra coi num có bé hơn 5 không. Nếu num bé hơn 5 thì cho num bằng 15. Rồi hiển thị num ra led bảy đoạn. Còn nếu mà sai thì chúng ta cứ hiển thị num ra led bảy đoạn luôn mà không làm gì cả. Chúng ta sẽ đi vào điểm kết thúc số 3. Điểm kết thúc số 3 cũng chính là điểm bắt đầu của hàm counter. Đây là hàm counter các bạn. Hàm counter thì khó hơn một xí. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp for các bạn. Sau khi mà chúng ta kiểm tra nút nhấn cao, chúng ta chống dọi,
Rồi chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn cao một lần nữa. Và nếu mà nhấn thả cao thì cái vòng lặp này nè các bạn, như nãy mình nói là kiểm tra nút nhấn thả cao thì mới thực hiện những cái lệnh phía sau. Thì đây những lệnh phía sau là có, đầu tiên chúng ta sẽ cài cái biến num, gán cái biến num đó vào một cái chỉ số index nào đó. Ok, chỉ số index nào đó. Một chỉ số index nào đó. Rồi chúng ta cho biến y bằng 0. Đây là vòng lặp for chúng ta từ y bằng 0 cho đến y bán 5 và y cộng cộng. For y bằng 0, y bán 5, y cộng cộng. Đầu tiên gán cho biến y bằng 0. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra coi y nó có bé hơn cái số chúng ta không? Y có bé hơn 5 hay không? Nếu y bé hơn 5 thì chúng ta sẽ cho kỳ chỉ số index giảm xuống một đơn vị. Đây là đếm, đang đếm cái dòng lọc for này, cái chức năng là đếm ngược các bạn. Index này sẽ giảm trừ trừ xuống. Chúng ta hiển thị cái index này ra. Led by đại hiển thị led index nha các bạn, chứ không phải là hiển thị số năm ra. Hiển thị index ra. Sau khi hiển thị index xong, chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị. Chúng ta quay lại kiểm tra y có bé hơn 5 hay không. Thì cái dòng lọc for này có chức năng như nãy mình nói là countdown từ cái số 5 trở về 0. Thì sau khi mà số 5 trở về 0 xong thì cái điều kiện y bán 5 này nó sẽ sai. Và khi sai thì chúng ta sẽ hiển thị cái số ban đầu hồi nãy mình gán vào index ở đây. Còn số ban đầu là chưa, không có bị tác động gì hết, không bị thay đổi gì hết. Chúng ta sẽ hiển thị cái số đó ra lấy bài đạn. Như nãy mình nói là mình gán số 8, mình sẽ đếm số 8 về 0, sau đó hiển thị số 8 đúng không? Thì sẽ gắn số 8 vào index này, rồi mình cho nó đếm countdown, hiển thị index nó ra. Tuy nhiên, num thì vẫn bằng 8. Và sau khi nó chạy về 0 thì chúng ta hiển thị num ra lớp bảy đạn đây, chính là hiển thị số 8 ra. Và chúng ta sẽ quay lại số 4, nó có số 4 cũng là chính là nơi bắt đầu của hành display lần thứ hai. Và khi hành display lần thứ hai này chạy xuống biến flag, kiểm tra flag, thì lúc này flag đã bằng 1 do chạy trước đó rồi, cho nên sẽ bỏ qua lệnh và chạy theo hướng sai. Tiếp tục kiểm tra hàm increase, decrease và counter, cứ như vậy sẽ trở thành một dòng lặp vô tận của hàm while true. Rồi các bạn hãy dành nhau một thời gian một tí để có thể xem lại lưu đồ đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua phần cuối cùng là phần viết chương trình. Chương trình như nãy mình nói là một cái hàm mà đầu tiên chúng ta sẽ đi khai báo thư viện ngoài sáng 857. Mình sử dụng bộ dao động nội với tần số là 8 MHz. Rồi mình định nghĩa các chân up, down và cao là các biến, là các chân E0, E1, E2 của vi điều khiển. Rồi mình khai báo các biến, một biến 8 bit không dấu, y, num và index. Một biến flag là cờ là in1, integer 1 bit. Và mình khai báo một cái mảng gồm một cái mảng tên là code 7 sec 10 phần tử, là các mã head tương ứng với từ 0xC0 cho đến 0x90, tương ứng với số phần từ 0 đến 9, là các mã bài đạn của anode chung, của led bài đạn anode chung. Rồi rồi hàm chính của chúng ta thì chúng ta sẽ đi khai báo các ngõ ra là bọc C, bọc D, và khai báo ngõ vào là bọc E, không biết FF. Rồi chúng ta sẽ cho biến flag bằng 0. Vào vòng lặp quay chung như nãy mình nói ở lưu đồ là chỉ có gồm có 4 chương trình con chạy liên tục vô tận. Đầu tiên là chương trình display, sau đó là 3 chương trình con khác là để kiểm tra nút nhấn up, down và nút nhấn count. Đó, bây giờ mình sẽ vào đầu tiên tức là hàm display. Đây là hàm display nha các bạn, là ban đầu hiển thị số 5. Một chữ if. If kiểm tra lệnh flag, kiểm tra biến flag có bằng 0 hay không. Nếu flag bằng 0 cho gán số 5 vào 5. Rồi chúng ta sẽ hiển thị ra hai lớp bảy đạn, hiển thị 5 này ra hai lớp bảy đạn theo code như sau. Thì chúng ta sẽ lấy cái mã bảy đạn từ cái bảng code 7 sec. Rồi chúng ta sẽ lấy ở vị trí đó là chúng ta sẽ lấy 5 phần trăm 10. Điều đó nghĩa giống như là chúng ta lấy 5 bằng 5 đi, thì lấy 5 phần trăm 10, nghĩa là lấy 5 chia 10, và chúng ta sẽ lấy kết quả là phía sau dấu hợp phân 5 chia 10 sẽ được 0.5 nha các bạn. Và mình sẽ lấy số sau dấu hợp phân là số 5, là số 5. Thì chúng ta sẽ lấy mảng code 7 sec ở vị trí số 5 tương ứng với lại số 5 hợp phân, và chúng ta xuất ra bọc D, mã head của số 5 xuất ra bọc D, vì bọc D là led hàng đơn vị. Chúng ta sẽ xuất ra bọc D tương ứng với lại hàng chục,
thì chúng ta sẽ lấy 5 sẹt 10. 5 sẹt 10 ở đây là chúng ta sẽ lấy phép chia luôn, nhưng mà chúng ta sẽ lấy phần nguyên trước dấu hợp phân. Ví dụ như 5 chia 10 bằng 0.5 thì chúng ta sẽ lấy là 0. Và đó, chúng ta sau khi xuất ra bọt C, bọt D, chúng ta sẽ delay 1 giây để chúng ta hãy quan sát. Đây là cách mà hiển thị hai lớp bảy đạn mà về một con số mà chúng ta sẽ tách hàng chục và hàng đơn vị riêng ra. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ cho cái biến flag đó lên 1 để vòng lặp thứ hai. Sau khi chạy inquiry, display và counter thì chúng ta sẽ bỏ qua cái hàm display này, cho biến flag lên 1. Và khi kiểm tra lần sau thì biến flag này không phải điều kiện thì chúng ta sẽ do nothing, không làm gì cả, và tiếp tục kiểm tra ba nút nhấn sau. Bạn trình chạy cho ba chương trình con sau. Thì chương trình con tiếp theo mình muốn nói tới là chương trình increase. Đây là hàm increase nha các bạn, hàm decrease cũng giống như hàm increase thôi. Hồi nãy mình có nói là đầu tiên chúng ta phải đi chống dội cho nó 20 ms. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra coi nút nhấn up có nhấn được, có nhấn hay không. Nếu nó có nhấn thì chúng ta sẽ delay 20 ms, chúng ta chờ. Và sau 20 ms đó là kiểm tra nút nhấn có up hay không, nút nhấn up có được nhấn hay không. Chúng ta kiểm tra coi nút nhấn up có được nhấn nữa hay không, còn được nhấn hay không. Nếu chúng ta vẫn còn được nhấn thì chúng ta phải chạy vòng lặp while chấm thang input up và do nothing ở trong vòng lặp đó. Để làm gì? Là để chúng ta nhấn, chứ khi nào chúng ta thả cái nút nhấn up đó ra thì chúng ta mới thực hiện được lệnh tiếp theo, những cái lệnh phía sau. Ở đây là cái vòng lặp while này có tác dụng để phục vụ cho chức năng đó, là khi mà nút nhấn up vẫn còn được nhấn thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Và khi mà cái điều kiện nó sai đi, nghĩa là nút nhấn up không được nhấn nữa, chúng ta thả nút nhấn up ra, thì lúc này chúng ta mới thực hiện những cái lệnh phía sau này. Thì lệnh phía sau đó gồm có chúng ta tăng lên biến 5 lên một đơn vị, và nếu biến 5 lớn hơn 15 chúng ta sẽ cho biến 5 nó bằng 5, và chúng ta sẽ output, chúng ta hiển thị ra led 7 đoạn, hiển thị 5 ra led 7 đoạn này các bạn, tương tự như nãy hàm display. Còn nếu mà biến 5 không có lớn hơn 15, điều kiện ngược lại else, chúng ta cũng hiển thị cái biến 5 nó ra 2 led 7 đoạn. Và đó là kết thúc chương trình con thứ nhất, chương trình con increase. Chương trình con decrease thì giống tương tự như hình quy, chỉ khác một vài điểm. Đó đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra nút down, cũng chống dội, cũng nhấn đợi nhấn thả ở đây, đợi nhấn thả ở đây. Ở đây khác ở chỗ là chúng ta sẽ giảm hai đơn vị, 5 sẽ bằng 5-2. Và điều kiện if ở đây chúng ta sẽ coi nó có bé hơn 5 hay không. Chúng ta sẽ làm những cái lệnh tiếp theo, cũng cho 5 nó lên bằng 15. Rồi chúng ta hiển thị nó ra. Còn nếu không, không phải điều kiện 5 bé hơn 5 thì chúng ta cũng hiển thị nó ra bọt D, bọt C như thế này. Đó, thì hàm increase và hàm decrease là giống như nhau. Rồi chúng ta sẽ qua hàm chương trình con cuối cùng là hàm counter, là có tác dụng để đếm ngược từ số đang hiển thị. Thì đây, nhìn counter chúng ta, thì chúng ta cũng như nãy mình cũng bao nhiêu mà hai nút nhấn phía trên, chúng ta sẽ chống dọi chờ 20 ms, rồi chờ đợi nhấn thả. Chúng ta thực hiện những lệnh phía dưới. Thì lệnh đầu tiên chúng ta sẽ gán cái con số hiện bây giờ vào cái biến index, cái số mà đang hiện trên lấy bài đạn bây giờ vào cái biến index nào đó, và chúng ta sẽ chạy vòng lặp for để countdown, để đếm ngược, để cho y bằng 0, điều kiện là y bé 5 và chúng ta y cộng cộng. Thì mỗi vòng lặp này thì chúng ta sẽ giảm cái biến index đi một đơn vị, và chúng ta sẽ hiển thị cái biến index đó luôn ra hai lớp bài đạn, hàng chục hàng đơn vị như trên hàm displace. Chúng ta countdown nó, countdown khi sau khi mà countdown số vòng lặp bằng với lại con số 5 bây giờ, thì như lại ví dụ như 8 đi, thì chúng ta sẽ chạy 8 vòng lặp, là từ 8 về 0 là chạy 8 vòng lặp, giảm từ từ xuống 8 lần. Sau khi chạy về 0 xong thì chúng ta hiển thị cái con số mà nãy chúng ta gán vào cái biến index nè, là con số nó chưa bị tác động, chưa bị thay đổi gì hết, là ví dụ như con số 8 mà nãy chúng ta, thì chúng ta sẽ output con số 5 nó ra lại một lần nữa. Và đó là tất cả chương trình của bài tập này. Xin cảm ơn các bạn thầy và các bạn đã lắng nghe tụi mình hướng dẫn. Mong là các bạn hãy gặp các bạn lại ở video clip sau.